Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh B Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của Bi, quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh quý vị để quý vị liên tục cập nhật tình hình bên Bi nha. Ít nhất là trong mùa dịch này quý vị có nơi để quý vị nghe nhạc vui cùng Bi. Và đây là cái USB chém nhạc sẵn bên mình. USB này Bi bán với mức giá 800.000 và Bi chỉ bán một dung lượng là 128GB nha quý vị, 128GB. Và nó sẽ chứa được gần 2.000 bài hát. Bi chép đây luôn là chứa gần 2.000 bài hát quý vị. Và hôm nay Bi sẽ test một bản nhạc Tây acoustic nha quý vị. Bởi vì đây là một cặp loa, nó có trip điện, nên Bi sẽ test một bài hát mà để quý vị nghe cảm âm hết cái dòng trip điện. Đặc biệt là tiếng guitar nghe rất là hay quý vị ạ, nghe cực kỳ đã luôn. Và đây là dòng loa Pioneer với model S180D. Cái lưới của nó đây nè, là cái tem của nó, lưới luôn để thẳng model ra ngoài luôn nha quý vị. Lưới của nó không bằng nhựa nha, không bằng nhựa nguyên bản của nó nha quý vị. Rồi, lưới hai lưới đều còn hết nha. Còn lưới gỗ thì chắc nó bị hư đã làm lại rồi. Còn lưới nguyên của nó là lưới nhựa nha quý vị. Rồi, đôi loa S180D này nó có 3 quay, 3 loa nha quý vị. Một loa bass với đường kính 3 tấc, một loa mid và một loa trep điện nha. Một loa mid và một loa trep điện. Đôi loa rất là đẹp, rất là ok quý vị ạ. À, nó có thêm hai cái nấm căn chỉnh mid và hai loa mid và loa trep nữa nha quý vị. Đây nè. Tại vì cái kiềng này nó hơi nhô ra. Nó bố trí thì kiểu hơi nhô ra rất là ngầu. Đây là cái nấm, hai cái nấm này nhỏ thì quý vị cũng hơi bị khó thấy, nhưng Bi quay kỹ quý vị nhìn nha. Rồi, đôi loa S180D hôm bữa Bi có test nhạc vàng rồi đúng không? Thì hôm nay Bi sẽ test nhạc acoustic Tây để thể hiện hết cái tiếng trap của cái đạo cụ guitar nha quý vị. S180D này Bi bán mức giá là 18.500.000. Công suất của nó rất là cao quý vị ạ. Nó dao động từ 60 tới 200W, độ nhạy nó lên tới 94 dB nha. Rồi kháng của nó là 6.3 ohm. Và nó cao 67 cm nha quý vị. Nó rộng 38 và nó sâu 35, nó rộng 38. Nó cao 67 nha. Kích thước của nó là như thế. Nó nặng 25,5 kg trên một thùng quý vị ạ, rất là nặng rồi. Và mức giá quý vị nhớ nha, 18.500.000. Quý vị nhớ alo cho Bi nha, qua số điện thoại bên góc màn hình. Còn quý vị bữa nay dịch hơi bị căng, nên ai mua thì quý vị có thể cặp trước, rồi sau đó hết dịch thì Bi sẽ gửi hàng cho quý vị thôi. Quý vị yên tâm nha, yên tâm. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc. This is a right away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message from millions. Say, key, don't go. I
10,000 guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions, say keep on going. I said keep on going. Oh, don't take my fun. Keep on going. Keep on going, nah, nah. Keep, don't you go.